Làm thế nào để đưa con mình đi chích vaccine phòng ngừa COVID-19? Xin chào, tôi tên là Hạnh và tôi là thành viên của Fairfax County. Thuốc chích ngừa COVID-19 đã có sẵn cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Sau đây là những gì quý vị cần làm để đưa trẻ em đi chích ngừa. Quý vị có thể tìm các địa điểm chích ngừa như tiệm thuốc Tây, chợ, cửa hàng tạp hóa, phòng khám sức khỏe hoặc phòng bác sĩ bằng cách vào vaccines.gov. Hầu hết các nơi đều cần lấy hẹn, vì vậy điều quan trọng là quý vị phải lấy hẹn trước khi đến. Thuốc chích ngừa là miễn phí và quý vị không cần có bảo hiểm. Nếu cần, hãy gọi cho chúng tôi ở 703-324-7404. Người nhận phone của chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ và có thể giúp quý vị. Điều quan trọng là phải cho con em mình đi chích ngừa vì nó sẽ bảo vệ chúng không bị mắc bệnh do coronavirus gây ra. Cảm ơn quý vị đã đóng góp cho việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng chúng ta.